ta sẽ quay lại với cái hình ảnh này. Đấy. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức những vũ điệu Sơn La. Đây là những vũ điệu Sơn La. Yes. Những cô gái đến từ Sơn La mang một cái cảm xúc, một cái nguồn năng lượng đỉnh cao để cho chiếc Mercedes-Benz về Sơn La. Cả nhà comment bao nhiêu trong số anh chị em mà muốn mình tập trung 3 năm cho đến 5 năm, rồi sau đó là mình chỉ có đi dự lễ chào xe hơi, chào Mercedes-Benz cho đồng đội và thưởng thức những vũ điệu tuyệt vời như thế này, thì comment nói tôi. Các bạn thấy người Sơn La bốc lửa chưa? Đây là lý do tại sao mà Sơn La làm nhiệt huyết. Yes. Đây là hai tư vấn viên của Siberi Sơn La đấy nhá. Yes. Các bạn thấy tư vấn viên của Sơn La thế nào? Yes. Thưởng thức một cái vũ điệu rất là hiện đại trong lễ trao xe Mercedes-Benz cho thủ lĩnh quốc gia Lê Hồng Hạnh ở Sơn La. Cảm ơn hai tư vấn viên rất là nhiệt huyết của Sơn La. Đây là chủ nhân, xin 2 phút. Xin 2 phút. Hãy đứng trước Mercedes-Benz của mình. Thủ lĩnh quốc gia Lê Hồng Hạnh chia sẻ cái cảm xúc giây phút này. Đứng tại đây nhìn cái biển số cho đẹp. Ok. Giống như lấy chồng mới anh ạ. Em rất là hồi hộp và cảm xúc, rất là cảm xúc. Và đến ngay lúc này thì em bây giờ cái cảm xúc nhiều nhất của em bây giờ là chính là lòng biết ơn mọi người. Biết ơn vô cùng may mắn bởi vì mình đã đón nhận cái cơ hội này. Biết ơn thủ lĩnh quốc gia Phạm Ngọc Ánh đã trao cho anh cái cơ hội này và cảm ơn tất cả những đồng đội yêu quý, những người đã cùng đồng hành với anh trong vòng 3 năm qua. Biết ơn hệ thống S69 là một hệ thống vô cùng tuyệt vời đã có thể đào tạo ra một con người vô cùng bình thường như anh, và bây giờ có thể có một cái kết quả như này với một dàn đội ngũ gần 4.000 người trên khắp cả nước. Và thực sự là có một điều muốn nói với các bạn là nếu các bạn đã biết đến Siri rồi, các bạn hãy thực sự dấn thân, hãy thực sự tìm hiểu nó và hãy yêu nó hết mình, yêu bằng cái niềm đam mê dại khờ giống như anh ấy. Hạnh, khi mà ngồi trên xe mẹt cảm xúc nó khác với lại cái xe cỏ như thế nào? Thực sự là nó là một cái đẳng cấp hoàn toàn khác. Là một cái đẳng cấp hoàn toàn khác khi mà mình bước chân lên cái chiếc xe này. Thực sự là cuộc đời mình chưa nghĩ rằng là mình có thể sở hữu được một cái tài sản xa xỉ, xa xỉ phẩm. Có cái chiếc xe đầu tiên anh đã rất là vui rồi. Các bạn biết một bà mẹ kiếm sữa cho con đi học bằng xe ô tô bình thường đã là rất là mọi người đã rất ngưỡng mộ rồi, mà bây giờ lại có thêm một cái chiếc xe mẹt như thế này nữa thì nào thì cũng phải trả giá. Ngày 23 tháng 9 năm 2018 thì Cường nhận Mercedes-Benz đầu tiên của Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó Hạnh có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, mang theo con nhỏ như thế nào, kể lại cái hành trình vào chứng kiến đó để có một Lê Hồng Hạnh ngày hôm nay. Hạnh có một cậu con trai thứ hai, bạn ấy rất là nhỏ thôi, bạn ấy tên là Đức Phúc Su, và mình đẻ non bạn ấy. Thì cái ngày mà anh Cường nhận chiếc xe mẹt đầu tiên của Việt Nam thì Hạnh mới ký hợp đồng được 1 tháng, và sau đó là Hạnh đã quyết định là phải vào có mặt ở cái sự kiện
để tìm hiểu xem có đúng sao mẹ thật hay không. Và hãy đưa cả con bé lúc đấy còn đang uống sữa, đưa cả bà, cả chồng của mình vào tận nơi để chứng kiến. Và sau khi đến nơi thì mình có một cái niềm tin mãnh liệt. Và sau đó về thì mình làm. Và dĩ nhiên là cái thời gian mình làm có rất là nhiều cái thứ mình cũng phải trả giá. Mình cũng có những cái thứ mình phải đánh đổi mọi người. Nhưng mà mình biết là đánh đổi để có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc đấy bạn Chu lúc đấy mấy tháng tuổi? Bạn Chu là 10 tháng ạ. À đấy, 10 tháng ôm theo con vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu cơ hội. Để ngày hôm nay có mẹ. Bao nhiêu trong số các bạn sẵn sàng dấn thân trả giá giống như Lê Hồng Hạnh thì comment nói tôi. Ok, chúc mừng Lê Hồng Hạnh. Rồi, bây giờ chúng ta cùng ngắm chiếc xe Mercedes-Benz C300 mang biển số 26A12842 của thủ lĩnh. Chúng ta Lê Hồng Hạnh nhá. Yes. Rồi, chúng ta thấy đẹp không? Rất đẹp đúng không? Kiểm tra xem cái nội thất của nó nhá. Wow. Đẹp thấy phê không? Rồi ơi, chiếc xe 300 này hơi bị hay đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời Cường được ngồi chiếc xe 300. Ui, nó vẫn còn đang rất là thơm mùi Mercedes-Benz. Cả nhà có ngửi thấy cái mùi thơm của nó không? Ui, đấy. Rất là phê, các bạn thấy không? Wow. À đây, đây nó lại còn giếng trời này. Cái Mercedes C300 này nó có cái giếng trời rất đẹp. Wow.